Thưa quý vị, thời gian qua, nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân thành phố là ba đỡ cho rất nhiều hội viên nông dân trên địa bàn. Nhờ vay vốn kịp thời, nông dân Đà Nẵng đã mạnh dạn đầu tư, phát triển những mô hình hiệu quả, có giá trị kinh tế cao, góp phần đảm bảo đời sống thu nhập, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Với số vốn hạn hẹp gia đình tích góp được, anh Nguyễn Văn Nhi, huyện Hòa Vang đã vay mượn 20 triệu đồng của Hội Nông dân để đầu tư trồng nấm trên diện tích 25 m². Nhận thấy được lợi ích của quy trình sản xuất khép kín, năm 2020, anh Nhi tiếp tục vay vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân để đầu tư thêm. Nhờ sự hỗ trợ tích cực từ hội đã giúp cho anh có đầy đủ hệ thống máy móc tiên tiến như máy hấp tự động, máy sấy khô nấm, máy tưới nước phun sương, máy đóng gói, góp phần gia tăng năng suất và nâng cao chất lượng làm nấm, giúp anh kiếm lại hơn 270 triệu đồng mỗi năm từ mô hình. Thì trong cái thời gian qua cũng được sự hỗ trợ của Hội Nông dân thành phố về cho người nông dân làm về cái chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nông dân nuôi trồng, đặc biệt là về mô hình trồng nấm tại địa bàn thành phố Đà Nẵng. Và trong đó thì cái nguồn quỹ hỗ trợ nông dân cũng đã giúp cho các người nông dân là tiếp cận được cái nguồn vay vốn để mà mở rộng cái về cái cơ sở hạ tầng cũng như là thiết bị máy móc để phục vụ trong việc sản xuất. Hay như anh Hồ Như Liệu tại phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, xuất phát từ nhu cầu sử dụng rau sạch của người tiêu dùng, anh mạnh dạn tìm tòi học hỏi trồng rau thủy canh, dám nghĩ dám làm, cùng với sự hỗ trợ của địa phương và Hội Nông dân phường, mô hình rau của anh không chỉ phát triển mà còn giúp tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương. Theo anh Liệu, cái quan trọng nhất của nghề này là chịu thương, chịu khó, phải gắn bó với đam mê của mình. Về vấn đề phát triển mô hình này thì cái đầu tiên thì em cảm ơn, thật sự là em cảm ơn Ủy ban nhân dân phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ và ban lãnh đạo quận nhỏ như thành phố Đà Nẵng đã tạo điều kiện cho em mượn đất để sản xuất và hỗ trợ cho em, tạo điều kiện cho em vay vốn để mà thi công nhà để mà sản xuất. Theo Hội Nông dân thành phố, trong 2 năm vừa qua do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 nên tiến độ giải ngân quỹ hỗ trợ nông dân còn hạn chế. Tuy nhiên, chỉ cần nông dân có nhu cầu và mạnh dạn đầu tư như anh Nhi hay anh Liệu thì hội sẽ tạo điều kiện tối đa. Tính đến ngày 10 tháng 11 năm 2021, nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân toàn thành phố đạt 40,1 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân 174 dự án, giải quyết cho 1.427 hộ vay với số tiền 38,83 tỷ đồng. Hầu hết là nông dân đã phát huy được cái nguồn vốn và sử dụng đúng cái mục đích trong cái dự án của mình. Và cái công tác theo dõi về cái thu hồi nợ cũng như trả lỡ vay đúng cái thời hạn. Báo anh thì cũng chưa có cái trường hợp nào là để xảy ra quá hạn. Qua đó thì chứng minh được đó là cái việc là nông dân sử dụng nguồn vốn là phát huy hiệu quả, thúc đẩy kinh tế hộ gia đình. Không chỉ hỗ trợ nông dân vay vốn phát triển sản xuất, nguồn quỹ hỗ trợ nông dân còn giúp thay đổi tư duy làm giàu của nhiều hội viên, giúp chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng từ sản xuất truyền thống sang sản xuất tập trung đa lĩnh vực và nâng cao giá trị hàng hóa. Đây sẽ là những định hướng và giải pháp phát triển vốn vay của các cấp hội nông dân thành phố trong thời gian tới.